Bạn ơi, và bây giờ chúng tôi đã lại đang có mặt trong công trình nhà chú Nam tại thành phố Hải Dương để cùng giám sát và thi công chọn gói cho chú một công trình mà chúng tôi đã đảm nhận mọi người ạ. Và ở đây thì một công trình hết sức là đặc biệt, và trong cái video này chúng tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về cái quá trình, về cái lý do tại sao chúng tôi lại sử dụng phương pháp là ép cọc khoan nhồi cho công trình nhà chú nhé. Thì mọi người có thể thấy là công trình này đây, như chúng tôi đã thiết kế cho gia đình nhà chú là 3,7m về chiều rộng mặt tiền và chiều sâu là 13m với một công trình biệt thự 5 tầng đó, theo phong cách hiện đại kết hợp với một chút tân cổ điển mọi người ạ. Tại ở đây thì mọi người đã nhìn thấy là sau hôm nay là đã được hơn chục ngày rồi thì chúng tôi đã tiến hành khoan khảo sát địa chất và tiến hành khoan nhồi. Tại sao chúng tôi lại khoan nhồi đây? Bởi vì mọi người có nhìn thấy là bên này nó là một cái ngôi nhà 5 tầng đã có sẵn rồi đó, nhà 5 tầng đã có sẵn. Và theo lịch sử với 20 năm sử dụng ngôi nhà này thì ở đây họ chỉ làm cọc tre đó, ép cọc tre và tiến hành làm móng băng, sau đó là xây dựng một ngôi nhà như này đã được 20 năm. Thế nên là cái phương án là ép cọc bê tông là sẽ không thể đảm bảo được, bởi vì nó sẽ gây ra cái mục đích là chồi lún cái nhà khu vực phía bên cạnh đó, và tiến hành gia cố cọc tre thì cũng không được bởi vì ở đây là nó không có nước mọi người nhé. Đó, thế rồi chúng ta làm móng bè cũng không ổn, bởi vì ở đây thì nhà chú chỉ ráp được một nhà bên hông này thôi, thế còn hai mặt phía đằng sau và phía bên hông thì là trụ sở, không có nhà đó, nên là chúng ta cũng không thể dùng là móng bè được, móng băng thì càng không thể được mọi người nhé, bởi vì diện tích là rất là cao. Thế nên là phương pháp làm móng cọc khoan nhồi ở đây là phương pháp tối ưu nhất đó. Thì mọi người có thể hiểu là bây giờ chắc mọi người đang thắc mắc là thế cọc khoan nhồi nó có tốn kém hay không, thì chia sẻ mọi người cọc khoan nhồi cũng rất là khá là tốn kém. Nó sẽ có thể rút được cái lượng cọc so với khi mà chúng ta ép cọc bê tông, có một đài chúng ta chỉ cần có thể một cọc hoặc hai cọc thôi. Thế nhưng mà nó tốn kém hơn bởi vì cái chiều sâu ép của nó rất là cao. Cọc khoan nhồi này nó phải cắm được trên nền địa chất đấy, ở mức tốt chứ không thể là cắm lơ lửng được mọi người nhé. Thì đó là lý do vì sao 100% những cái công trình do Kisato làm thi công chọn gói thì đều có khoan khảo sát địa chất đó, khoan khảo sát địa chất. Thì ở đây thì chúng tôi có ép mỗi khoan khảo sát địa chất với cái chiều sâu tại khu vực thành phố Hải Dương này lên tới trên 40m, và chúng tôi phát hiện ra một điều là ở cái lớp 6 trên 40m thì nó chia làm 6 lớp địa chất đó, và lớp thứ 6 này nó là lớp cát mịn màu xám vàng, xám nâu và trạng thái chặt vừa, nó có chiều sâu từ 35 đến 41, mọi người nhá, 35 đến 41m so với cái cốt hiện trạng này đó. Vì thế cái lực chịu tải trên đầu cọc của chúng tôi tính toán là 55 tấn, 55 tấn thì nó sẽ chịu được ngôi nhà 5 tầng như này với trạng thái động đất hoặc là chịu tải lớn qua nhiều năm thì phải ép đến 38m. Tại sao nó từ 35 đến 41 mà chúng tôi lại ép 38? Bởi vì 38 nó vừa nằm ở giữa cái trạng thái đất tốt như vậy thì nó sẽ đảm bảo chúng ta mức độ an toàn hơn, an toàn hơn. Thì chúng tôi sẽ ép 38m mọi người nhé. Và ở đây thì chúng tôi đang tiến hành ép đây. Ngày hôm qua thì chúng tôi đã ép được 2 cọc bê tông rồi. Đó, làm ở đây thì cũng rất là khó khăn bởi vì mọi người nhìn thấy là mặt đường ở đây thì gần như là mặt đường phố rồi. Đấy, chúng tôi rất bị hạn chế trong cái việc là công tác. Cái thứ hai là hạn chế trong việc là đổ bê tông mọi người nhé, hạn chế trong việc đổ bê tông. Đường này gần như là cấm xe bê tông từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đó nên là chúng tôi rất là vất vả. Mọi người nhìn thấy là ở đây với 38m thì chúng tôi sẽ làm là 3 đoạn cọc. Đó, 3 đoạn cọc. À, 3 đoạn cọc và toàn bộ cái thép ở đây. Ở đây chúng tôi dùng toàn bộ là thép Hòa Phát mọi người nhé. Đó, thép Hòa Phát. Và chúng tôi thiết kế làm 3 đoạn lồng. Đó, đoạn lồng thứ nhất sử dụng 6 cây phi 16. 6 cây phi 16. Đây mọi người nhìn thấy là toàn bộ là chúng tôi sử dụng 6 cây phi 16 đã luồn vào phía bên trong và sử dụng những cái thép đai, là đai xoắn, đai liền luôn mọi người nhé. Là đai phi A200. Đó, phi 8 A200 là đai liền hết. 6 cây, đây là cái lồng đầu tiên dài 11m7 này. Cái lồng thứ hai thì chúng tôi dùng 4 cây phi 14, 4 cây phi 14 cũng phi 8 A200 luôn. Đây là những cái thanh đai của nó mọi người này, những cái đai này, đai sẽ luồn để nó sẽ tạo cái thịt, chúng ta gọi là cái thịt đấy, giữa bê tông và sắt chủ phía bên trong mọi người nhá. Đó. Thì toàn bộ 100% khi mà chúng ta ép cọc như này thì chúng tôi có những cái đội thợ làm rất là chuyên nghiệp. Đó, họ chỉ ăn và làm nghề là khoan khảo sát địa chất và khoan cọc bê tông khoan nhồi. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ có kỹ thuật ở đây
để quản lý công trình 24/24 về quá trình ép, về cái bê tông xuống như thế nào, đó, về cái tim cọc như thế nào cho nó đảm bảo mọi người ạ. Đó thì mọi người nhìn đấy, anh em gia công hết toàn bộ phần lồng sắt ở đây rồi, đai ở đây rồi. Đấy, và hôm nay thì chúng tôi ở đây thì đang có 6 người, đó 6 người thực hiện khoan cũng như là giám sát về mặt kỹ thuật. Đó. Khi mà làm ở đây thì chúng ta đều phải có cái máy bơm này, phải có hố điều hòa. Đó, chúng ta đều phải đầy đủ hết tất cả máy móc, và xin thông báo mọi người thợ ở đây chúng tôi thì những anh em làm đã có rất nhiều năm kinh nghiệm, đã có trên 5, có người trên 5, người trên 10 năm. Đó, và thợ chúng tôi thì đều từ làng nghề sinh ra mọi người nhé. Đó, và kỹ sư của chúng tôi ở đây để quản lý, để kết hợp với các bác thợ để làm một cái công trình mà nó có độ bền cao. Đây mọi người có nhìn thấy là ngoài việc là quản lý anh em thợ này còn kỹ thuật kìa, đang đo đạc phía bên trong. Rất nhiều bùn đất mọi người nhé, rất nhiều bùn đất. Bởi vì khi chúng ta khoan xuống thì bùn chúng ta phải lôi lên và chúng ta vận chuyển đi. Nó rất nhiều nước bùn các thứ. Cọc khoan nhồi này thì mọi người có thể nhìn thấy là chỉ những cái công trình lớn đó, như là cầu này, hoặc là đường đó, hoặc là giáp danh như thế này thì chúng ta mới dùng như này. Chi phí nó sẽ còn tốn kém, nhưng mà nó sẽ tốn kém hơn so với bê tông đó, so với bê tông, cọc bê tông là khoảng tầm hơn 1,5 lần tùy vào những cái vị trí ép. Và đây chúng ta sẽ có 13 cọc ở trong này mọi người nhé, 13 cọc ở trong này. Thì chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được phục vụ cho chú Nam tại đây. Đó, khi đến với Kisato thì chú sẽ nhận được cái bản vẽ thiết kế đó, vừa lòng và vừa ý với chú và những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì khi mà chú nhận được cái bản báo giá thi công của Kisato thì chú nhận được một cái lời cam kết là sẽ không phát sinh trong quá trình thi công trọn gói. Bên cạnh đó thì chúng được đảm bảo về cái mặt kỹ thuật khi mà thi công công trình của chú. Bên cạnh đó thì chúng tôi cam kết 100% cái sản phẩm khi mà thi công trọn gói thì nó sẽ đẹp hơn so với cái bộ bản vẽ thiết kế của anh em, bởi vì sản phẩm nó ra rất là thực tế và nó sẽ đúng với những cái hình hài như vậy mọi người nhé. Thì hôm nay chia sẻ với mọi người về cái quá trình này, hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để chúng ta nhận được cái công trình của chú Nam. Từ cái quá trình khoan đến quá trình hoàn thiện. Và đặc biệt hơn, nếu mọi người có quan tâm về cái quá trình khoan cọc khoan nhồi đó thì mọi người có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới nhé. Chúng tôi hiện nay đang thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành, từ khoan khảo sát địa chất tới khoan nhồi, cọc khoan nhồi tới cọc khoan bê tông đó, với những người rất là kỹ năng và rất là kinh nghiệm. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ lần sau của công ty chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.